mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân liên tục được Mixology đặt cược sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe. Mặc dù chưa xác định cụ thể ngày tháng, địa điểm tổ chức, nhưng sức nóng từ đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh vẫn giữ phong độ ổn định, khuấy động các bảng xếp hạng nhan sắc uy tín. Cùng với việc đội hình ra sân đang dần hoàn thiện, những chiến binh sừng sỏ cuối cùng đã được hé lộ, khiến fan nước nhà củng cố thêm niềm tin về thứ hạng của Việt Nam tại mùa giải năm nay. Thế mạnh lớn nhất của Khánh Vân so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, đó chính là việc cô sở hữu danh hiệu Hoa hậu đúng chuẩn Hoàng Vũ yêu cầu. Bởi lẽ do ảnh hưởng của Covid-19 nên một số nước đã áp dụng hình thức cử thí sinh tham gia. Vì thời gian chuẩn bị không gấp rút, lại có kinh nghiệm thi thố nhan sắc trước đó, kèm theo bản lĩnh của cô gái có trái tim yêu thương, Khánh Vân sẽ nối gót đàn chị Hờ Hen Nhê Hoàng Thùy để mang về thành tích cao cho Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên Mixology đặt cược đại diện Việt Nam sẽ làm nên chuyện, ngay cả khi cuộc thi chưa diễn ra. Năm 2013, Trương Thị Mây là một ẩn số cho mùa giải đầy kịch tính, tuy nhiên cô gái này vẫn chưa phải là sự lựa chọn cho chiếc vương miện. Một trong những bạn hot pick được đánh giá cực kỳ sát sao của Mixology vào năm 2018, không chỉ việc Hờ Hen Nhê vượt khỏi top 6 như dự kiến, mà cả những chiến binh trong bảng xếp hạng lần này đều cực kỳ mạnh. Hoàng Thùy được dự đoán cán đích ở vị trí 15, và không phụ lòng người hâm mộ, cô gái phá bỏ lời nguyền Á hậu Inter, Hoàng Thùy đã lọt top 20 đầy ngoạn mục. So với mặt bằng chung, tính đến thời điểm này, Khánh Vân có rất nhiều thế mạnh. Những năm trước, chỉ tính riêng khu vực châu Á, Việt Nam luôn nơm nớp lo sợ, thậm chí luôn trong tâm thế bị động. Tuy nhiên, ngay từ lúc đăng quang, Khánh Vân đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của bạn bè quốc tế. Bằng chứng là việc cái tên của cô gái sinh năm 1995 liên tục trở thành tâm điểm của những bảng xếp hạng. Khánh Vân được réo gọi liên tục ở những thứ hạng cao, trong đó rất nhiều lần cô chiếm dậy vào top 5. Giải sát Việt Nam chưa bước vào cuộc chiến nhưng đã trở thành con át chủ bài của mùa giải này. Khi các thí sinh chưa bước vào cuộc thi, chuyên trang sắc đẹp Mixology hay thậm chí Global Beauty chỉ đánh giá dựa trên cái nhìn khách quan và toàn bộ kết quả của bảng xếp hạng không phản ánh thành tích chung cuộc. Vì kể cả trước thềm chung kết diễn ra, mọi thứ hạng đều có thể thay đổi dựa vào bản lĩnh của mọi người, nhưng rõ ràng đây là một tín hiệu đáng mừng cho fan sắc đẹp nước nhà. Cùng điểm lại, khoảnh khắc Hoa hậu Khánh Vân chiếm dậy trên trang chủ Mixology với những lời khen có cánh. Một Khánh Vân vô cùng ma mị và cá tính đậm chất Hoàng Vũ được các chuyên gia sắc đẹp để ý và dành khá nhiều lời khen. Vì hai năm liên tiếp giải sách Việt Nam được vinh danh, với sự thể hiện xuất sắc của Hờ Hen Nhê và Hoàng Thùy, hình ảnh Khánh Vân đội vương miện vô cùng kiêu sa lộng lẫy sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Việc duy trì chế độ tập luyện hợp lý cũng như ý thức được bản thân sẽ phải đối chọi với các đối thủ khác nên Khánh Vân rất chú trọng cho việc đầu tư hình ảnh từ body đến kỹ năng bắn ảnh. Khánh Vân sẽ mang đến Miss Universe 2020 thông điệp giàu lòng yêu thương khi lên tiếng bảo vệ quyền xâm hại tình dục cho trẻ em. Cùng chúc cho Khánh Vân sẽ tỏa sáng trên sân khấu và mang vinh danh về cho nước nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.